Mình sẽ cập nhật cho anh một chút liên quan tới VN30 và VN Index. Thì hôm trước mình đã chia sẻ với anh em rồi. Cái lúc mà mình báo với anh em ở chỗ này này là nó giảm này. Đúng không? Báo với anh em ở chỗ này nó đã quá 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 mọi thứ rất là kinh khủng rồi. Thì mình báo với anh em chỗ này nó sẽ giảm thì nó đúng, nó giảm thật. Đúng không? Đúng đúng. Và anh em nào xem của mình là chỗ này mình bảo giảm không? Đúng không? Nó giảm rất là mạnh. Và ở đây nó tăng trưởng hay chưa? Ở đây đối với bản thân mình là chưa. Bởi vì thông thường ấy, trong một xu hướng giảm hình thành hai đỉnh trong một xu hướng giảm. Đúng không? Ở đây nó đang hình thành cấu trúc của hai đỉnh. Bởi vì sao? Nhìn vào đây anh em nhìn này. Đang hình thành cấu trúc của hai đỉnh rồi. Rời đây này. TD và CD. Đây ở đây nó đang hình thành cấu trúc của hai đỉnh, cho nên là gì? Cho nên về con VN30, về con VN30 nhá, là nó sẽ điều chỉnh. Đấy. Nó sẽ điều chỉnh ở khu vực này, đối với bản thân mình là vậy, bởi vì nó đã hình thành cấu trúc hai đỉnh và ở trong hai đỉnh trong một xu hướng giảm. Đó. Trong cái vùng key level này, đây là một vùng key mạnh này trong thị trường. Sau đó nó hình thành tiến lên đây và hình thành hai đỉnh. Đó. Thì ở đây ban đầu nó sẽ hồi về thì nó tạo ra vùng giá sideways. Đó. Sau đó chúng ta sẽ chờ ở đây, chờ tín hiệu của khu vực này thì lúc đó chúng ta mới chờ tín hiệu chỗ này nhé. Buy được chúng ta mới buy. Đó, cứ chờ tín hiệu đây. Nếu con VN30 VN đất thì y hệt luôn, nó đã hình thành tạo ra cái sự phân kỳ của hai đỉnh này rồi. Thì chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta chờ thôi. Đúng không? Bình tĩnh chúng ta chờ thôi.